Lưu Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2023. Và sau đây xin kính mời quý khán thính giả theo dõi các bản tin chi tiết. Vâng, kết thúc quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Nga cấm sử dụng hệ thống thanh toán SWIFT trong nước. Ngân hàng Trung ương Nga vừa ban hành quy định mới cấm các tổ chức tài chính của Nga sử dụng hệ thống thanh toán SWIFT của phương Tây cho các giao dịch trong nước. Quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 10 năm nay. Theo đó thì các ngân hàng của Nga sẽ buộc phải sử dụng hệ thống thanh toán trong nước cho các giao dịch tài chính. Việc sử dụng hệ thống SWIFT chỉ được phép thực hiện cho các thanh toán quốc tế. Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng quy định mới này nhằm để bảo đảm độ tin cậy, tính liên tục và bảo mật cho các giao dịch trong nội bộ của nước Nga. Giờ đây, thông tin về các giao dịch như vậy cần được chuyển qua hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Trung ương Nga sở hữu hay các dịch vụ do bên thứ ba là các công ty của Nga cung cấp hoặc thông qua hệ thống thanh toán của Nga có tên là SPFS. Hệ thống thanh toán SPFS được Nga thành lập vào năm 2018 nhằm thay thế hệ thống SWIFT, cho các giao dịch trong nước. Vào hồi tháng 2, thì Ngân hàng Trung ương Nga cho biết là hệ thống SPFS đã có 469 thành viên tham gia, bao gồm 115 tổ chức nước ngoài đến từ 14 quốc gia trên thế giới. Hành động này của Ngân hàng Trung ương Nga có thể có ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực tài chính của nước này vì SWIFT đang được các ngân hàng ở Nga sử dụng cho các giao dịch trong nước lẫn quốc tế. Điều này cũng cho thấy là những nỗ lực của Nga trong việc tăng cường sự độc lập về kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính của phương Tây. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, hầu hết ngân hàng của Nga đã bị phương Tây loại bỏ ra khỏi hệ thống SWIFT, khiến cho Nga bị cắt đứt khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu. Uganda thông qua luật trừng phạt người đồng tính, nặng nhất là án tử hình, có 387 trên 389 nhà lập pháp ở tại Quốc hội của Uganda ngày hôm qua đã bỏ phiếu thuận cho dự luật chống lại đồng tính luyến ái hà khắc. Theo đó, quan hệ tình dục đồng giới và các hành vi dụ dỗ, quảng bá và tài trợ cho các hoạt động đồng tính luyến ái có thể bị phạt tù trung thân mà thậm chí là án tử hình. Cá nhân phạm tội nghiêm trọng liên quan đến đồng tính luyến ái sẽ bị kết án tử hình. Bà Robina Gracujo là chủ tịch phụ trách về các vấn đề pháp lý và quốc hội đã đọc bản dự luật được thông qua ở tại Quốc hội Uganda. Chỉ có hai nghị sĩ từ phía đảng cầm quyền bỏ phiếu chống lại dự luật này. Dự luật hiện nay sẽ được trình lên Tổng thống Uganda là ông Museveni để phủ quyết hoặc là được ký ban hành thành luật. Ông Museveni gần đây đã bày tỏ phát biểu là ông ủng hộ cho dự luật này. Trong một lần phát biểu vào tháng 2 vừa qua, Tổng thống Uganda Museveni cho biết quốc gia của ông sẽ không chấp nhận đồng tính luyến ái. Và ông này cho rằng phương Tây đang buộc các quốc gia khác phải bình thường hóa cái điều mà ông cho là lệch lạc các nhà hoạt động nhân quyền đã lên án việc ban hành luật chống đồng tính hà khắc này ở Uganda. Họ mô tả dự luật này là một luật thù hận. Ngoại trưởng Lavrov nói đàm phán Nga và Trung Quốc không phải việc của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết trên kênh truyền hình của Nga vào ngày 21 tháng 3 rằng thành công của các cuộc đàm phán giữa Nga và Trung Quốc tại Moscow không phải là việc của Hoa Kỳ. Hãy nhìn xem, đây không phải là việc của họ, không phải là việc của người Mỹ. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói, trả lời câu phỏng phóng viên về phản ứng của các quốc gia phương Tây đối với thượng đỉnh của Nga và Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, các cuộc họp thượng đỉnh đàm phán song phương là một phần trong quan hệ của Nga và Trung Quốc. Trước đó, thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Anthony Blinken cho rằng Trung Quốc đang cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho Nga. Nhân dịp ông tập đến Moscow chỉ vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin Ông Tập và ông Putin đã có cuộc đàm phán chính thức vào ngày 21 tháng 3 và ký kết tuyên bố chung. Trước đó, lãnh đạo của Nga và Trung Quốc có cuộc hội đàm kéo dài 4 tiếng rưỡi vào ngày 20 tháng 3. Hai nhà lãnh đạo đã nhân cơ hội này chỉ trích và bày tỏ lo ngại về kho vũ khí hóa học, sinh học và hoạt động mở rộng hệ thống phòng thủ trên thế giới của Hoa Kỳ. Nga cho hiện đại hóa phòng không ở thủ đô và đưa tên lửa đến vùng phía đông hãng tin TASS dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói vào ngày hôm qua rằng năm nay Nga sẽ hoàn thành việc hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Moscow. Shoigu cho biết phát triển vũ khí phòng không là một trong những ưu tiên của quân đội Nga. Ngoài ra, quân đội nước này cũng thành lập một lữ đoàn phòng không được huấn luyện và trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không S-350 thuộc về thế hệ mới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhắm vào bán đảo Crimea vốn bị Nga tiến hành sát nhập vào năm 2014 đã gia tăng trong những tháng gần đây. Mới nhất, hải quân của Nga đã chặn được một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở tại bán đảo Crimea vào ngày hôm qua. Và tháng trước, một chiếc drone cũng đã nhắm vào một cơ sở ở khu vực của Moscow. Trong khi đó, chiến sự ở Ukraine tiếp tục nóng lên khi Nga mở đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở tại nhiều thành phố của Ukraine, ngay sau khi Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình lên đường trở về nước sau chuyến thăm nước Nga. Reuters cho biết tiếng còi báo động vang khắp thủ đô Kiev và khu vực phía bắc của Ukraine. Pháp bắt hơn 850 người trong cuộc biểu tình phản đối tăng tuổi hưu. Bộ trưởng nội vụ của Pháp là Gerard Darmanin đã cho biết là cảnh sát của nước này đã tạm giữ 855 người vì nhiều vi phạm trong các cuộc biểu tình phản đối tăng tuổi nghỉ hưu trong mấy ngày qua và cảnh báo các cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại việc tăng tuổi nghỉ hưu có thể xảy ra ở nước Pháp vào ngày 23 tháng 3. Người đứng đầu Bộ Nội vụ của Pháp đã huy động 12.000 cảnh sát để bảo đảm trật tự trong các cuộc biểu tình này. Đồng thời, thì 5.000 nhân viên thực thi pháp luật sẽ tập trung tại thủ đô Paris, theo lệnh của ông Dominic. Nhiệm vụ của chúng tôi là trấn an những người có ý định phá hoại tài sản và tấn công người dân, nhưng đồng thời bảo đảm quyền tự do tổ chức các hành động quần chúng, ông đã nhấn mạnh thêm. Trong khi đó, thì Thủ tướng của Pháp là Elizabeth Bourne đã cho biết, Khoảng 400 cảnh sát bị thương vài ngày qua trong các cuộc đụng độ với những người biểu tình chống lại kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Bà nhấn mạnh cảnh sát phải làm gương trong việc bảo đảm trật tự tại các cuộc biểu tình. Bà Bourne cũng yêu cầu xác minh bất kỳ cáo buộc nào về hành vi vi phạm có thể xảy ra của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc trấn áp bạo loạn. Ở Thụy Điền có một quy định đã hơn 100 năm tuổi về việc cho phép trẻ em từ 15 tuổi trở lên được lái xe mà không có không cần phải có bằng lái xe miễn là phương tiện đó đã được chuyển đổi để có thể có được tốc độ tối đa là 30 cây số một giờ được gọi là A-Tractor những chiếc xe hơi và xe tải Kiểu này đã trở nên quá phổ biến trong những năm gần đây, đến nỗi mà các nhà chức trách lo ngại về sự gia tăng tai nạn đường bộ. Theo Street Times cho biết, ở những vùng ngoại ô giàu có ở Stockholm, người ta thường bắt gặp thanh thiếu niên tự mình lái những chiếc xe Porsche Cayenne. Để có thể lái xe, thanh thiếu niên Thụy Điển chỉ cần một bằng lái xe dành cho người từ 15 tuổi trở lên, không cần phải thi lấy bằng, hoặc là bằng lái máy kéo mà người từ 16 tuổi trở lên có thể thi lấy. Quy định này dễ dãi một cách đáng ngạc nhiên ở một quốc gia nổi tiếng về bảo vệ an toàn đường bộ như Thụy Điển. Theo sau, sự gia tăng nhanh chóng của số xe A-Tractor đã được ghi danh từ năm 2020 cho đến nay. Các công ty bảo hiểm và cảnh sát đã cảnh báo về tình trạng tai nạn giao thông. Chỉ trong 5 năm, số vụ tai nạn liên quan đến xe A-Tractor đã tăng gấp 5 lần. Số ca bị thương đã vượt quá 200 ca mỗi năm và chỉ riêng trong năm ngoái thì đã có 4 ca tử vong các kỹ vật của ngân hàng Credit Suisse được săn đón. và giờ sau khi được tập đoàn UBS mua lại, các kỹ vật mang tên và logo của ngân hàng Credit Suisse được bán trên mạng mua bán trực tuyến. Hàng chục thỏi vàng kỹ vật được đóng dấu của tổ chức phát hành. Ngân hàng Credit Suisse 167 tuổi đã được rao trên các trang web mua bán trực tuyến phổ biến nhất của Thụy Sĩ. Những chiếc mũ trực tuyết màu xanh và đỏ có chữ CS, một thời là biểu tượng thời trang trong những năm 1970, có giá gần 216 mỹ kim. Các kỹ vật khác có thương hiệu Credit Suisse cũng được rao bán bao gồm có tem, thư cũ và túi thể thao. Đến nay vẫn chưa biết liệu thương hiệu Credit Suisse có được tiếp tục giữ hay không nhưng những người bán đang tìm cách thu hút những người muốn nắm bắt một phần lịch sử tài chính của Thụy Sĩ. Credit Suisse hiện tại vẫn là một thương hiệu độc lập cho đến khi việc sáp nhập được hoàn tất. Sau đó, UBS sẽ quyết định có nên ngừng sử dụng danh tính riêng của Credit Suisse hay không. Các mặt hàng từ ngân hàng Silicon Valley của Hoa Kỳ đã sụp đổ gần đây cũng đang trở nên phổ biến trên các trang mạng mua bán. Chat GPT sáng tác nhạc rap để bôi nhọ Thủ tướng Orbán khiến cho Hungary phản ứng. Chưa đầy một tuần sau khi OpenAI ra mắt GPT-4 là phần mềm của chat GPT tiếp tục là chủ đề tranh cãi Lần này, chat GPT châm ngòi trong một cuộc đấu khẩu chính trị. Hôm 20 tháng 3, chính trị gia người Đức ở Daniel Freund đã yêu cầu chat GPT viết một bản rap về việc tham nhũng của Thủ tướng Viktor Orbán và đưa một trích đoạn lên mạng xã hội như sau. Từ câu lạc bộ đá bóng cho tới lâu đài xa xỉ, đế chế của Orbán được xây từ gian lận và lừa đảo. Đáp lại, phát ngôn viên của chính quyền Hungary là Zoltán Kovács đã đăng một bài rap khác phản pháo ông Freund, Nhưng ngạc nhiên thay, Chat GPT lại đưa ra một đoạn viết gọi ông Phân là người chiến đấu vì dân chủ và đang có chương trình nghị sự tỏa sáng. Không hài lòng với câu trả lời của Chat GPT, ông Kovacs khẳng định phần mềm này tân bốc ông friend chứng tỏ nó chẳng có gì khác hơn ngoài một phần mềm sản xuất nội dung nhảm nhí. Cuộc khẩu chiến này phần nào cho thấy tranh cãi tiềm mẩn về Chat GPT. Một số ý kiến cho rằng câu trả lời của ChatGPT có thể sẽ chịu ảnh hưởng từ người cung cấp nội dung hoặc là một loại ngôn ngữ nào đó thống trị nội dung Internet. Tranh cãi trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao cũng có rất nhiều khả năng sẽ bùng nổ. Và đó là phần tin thế giới thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Fed tăng lãi suất 0.25 điểm, khẳng định hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ ổn định. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Fed tăng lãi suất căn bản thêm 0.25 điểm vào hôm thứ Tư 22 tháng 3, tiếp tục cố gắng kiềm chế lạm phát bất chấp tình trạng rối loạn tài chính sau vụ ngân hàng Silicon Valley Bank sập tiệm. Sau quyết định của Fed vào hôm thứ tư, lãi suất căn bản hiện ở mức là 4.75% tới 5%. Mức lãi suất mới dự trù sẽ làm chậm thêm nữa hoạt động kinh tế vì làm tăng phân lời thẻ tín dụng, tiền vay mua nhà, xe hơi cũng như là những khoản vay khác. Tuy nhiên thì người Mỹ, nhất là những người cao niên, đang hưởng lợi vì tiền tiết kiệm gửi ngân hàng bây giờ sinh lời nhiều hơn mấy năm qua. Giới chức của Fed dự đoán là họ sẽ tăng lãi suất 0.25 điểm một lần nữa trong năm nay lên mức là 5% tới 5.25% đúng như Fed ước tính vào hồi tháng 12 năm ngoái và thấp hơn mức thị trường dự đoán trước khi Silicon Valley Bank sụp đổ. Và hôm thứ tư thì sau hai ngày họp Fed đã ra thông báo thừa nhận những khó khăn mới đây trong hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, Fed cho hay là những khó khăn đó sẽ làm suy yếu nền kinh tế nhưng khẳng định là hệ thống tài chính đang ổn định. Hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ hiện đang tốt và vững chắc, Fed đã tuyên bố như trên. Những diễn biến mới đây có lẽ sẽ khiến cho ngân hàng siết chặt tiêu chuẩn cho vay đối với gia đình cũng như là cơ sở thương mại và có lẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế, tuyển dụng và lạm phát. Chúng tôi chưa biết mức độ ảnh hưởng ra sao. Hoa Kỳ cho máy bay không người lái bay cách xa bán đảo Crimea Máy bay không người lái của Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục hoạt động ở trong không phận quốc tế, nhưng bay cách xa vùng trời quanh bán đảo Crimea và phía đông của Biển Đen. Hai quan chức Hoa Kỳ giấu tên ngày 22 tháng 3 đã nói với hãng tin CNN: Các máy bay không người lái của Hoa Kỳ di chuyển xa hơn về phía nam của Biển Đen so với trước vụ tiêm kích của Nga Su-27 đã xả nhiên liệu với chiếc MQ-9 của Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3. Theo một quan chức Hoa Kỳ, tuyến đường bay mới là một phần ở trong nỗ lực để tránh khiêu khích quá mức do chính quyền của Tổng thống Biden vẫn tìm cách tránh leo thang trở thành xung đột trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga. Các quan chức Hoa Kỳ dự báo, Nga có thể đơn phương tuyên bố đóng không phận rộng hơn xung quanh vùng Donbass, tỉnh Zaporizhia, Kherson và bán đảo Crimea để buộc cho máy bay không người lái của Hoa Kỳ phải bay cách xa khu vực này thêm. Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, vào ngày 21 tháng 3 tuyên bố, Hoa Kỳ tiếp tục vận hành máy bay không người lái ở trên biển đen và chúng bay ở trong khuôn phận quốc tế, tuân theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết Hoa Kỳ có thay đổi tuyến đường bay hoặc là loại hình nhiệm vụ của chúng hay không. Sau vụ, chiếc Su-27 của Nga đã chạm mặt chiếc MQ-9 hồi tuần trước. Hoa Kỳ lập đơn vị đồng trú thường trực ở Ba Lan. Trang tin TVP World của Ba Lan cho hay, buổi lễ thành lập đơn vị đồng trú thường trực đầu tiên của Hoa Kỳ ở nước này đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 tại trại Kosciuszko thuộc địa phận của thành phố Poznan. Theo phó thủ tướng Kim Bộ Quốc Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan là Marius Blaszczak, quyết định trên của Hoa Kỳ là một thời khắc lịch sử. Đây là một hành động rất quan trọng cho thấy các quốc gia phương Tây là một thể thống nhất. Đồng thời cũng là một tin tốt lành đối với Ba Lan và khu vực sườn đông của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mục tiêu của Warsaw là xây dựng khả năng tương tác với quân đội Hoa Kỳ. Ông Vladjac đã phát biểu như trên trong buổi lễ. Theo TVP World, đơn vị đồng trú mới của quân đội Hoa Kỳ tại Ba Lan sẽ là lực lượng quân sự thường trực thứ 8 được Washington lập tại châu Âu. Đơn vị này gồm có 13 sĩ quan và 140 nhân viên dân sự sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hạ tầng cơ sở quân sự của Washington hiện có ở Ba Lan cũng như là cung cấp dịch vụ cho hơn 10.000 binh lính của Hoa Kỳ đang đóng quân ở quốc gia này. Nga chưa đưa ra phản ứng về hành động trên của quân đội Hoa Kỳ. Cảnh sát liên bang ở San Jose thuộc về California vừa bắt giữ Nicholas Walker, từng là thủ lĩnh của một nhóm thượng tôn da trắng cực đoan có tên là Fear Creek Division tức là FKD, sau khi người này bị cáo buộc là đe dọa một phóng viên không rõ danh tính. Theo cáo buộc này, Walker đã gửi nhiều hình ảnh và tin nhắn đe dọa đến phóng viên nói trên, bao gồm ảnh một cây súng chĩa vào đầu phóng viên với chú thích kẻ phản bội chủng tộc. Người này cũng đánh động những kẻ theo dõi trên mạng xã hội rằng phóng viên này đang theo dõi người của chúng ta để để moi thông tin. Sau khi lời đe dọa của Walker được đăng ở trên một diễn đàn online, Hai thành viên dưới tuổi vị thành niên của nhóm Fear Creek Division cũng đã tweet để đe dọa trực tiếp phóng viên này với mục đích buộc phóng viên phải ngừng đưa tin về nhóm của họ. Fear Creek Division có thành viên ở trong lẫn ngoài nước Mỹ, hoạt động với chủ trương khuyến khích tấn công người thiểu số, người do thái, cộng đồng LGBTQ cũng như các phóng viên theo thông tin của Bộ Tư pháp đã đưa ra. Chúng tôi sẽ không ngần ngại trong việc truy tố bất cứ ai đe dọa những giá trị cốt lõi của xã hội này từ lúc thành lập, bao gồm có quyền tự do báo chí. Nhân viên của Bộ Tư pháp là Brian Peace cho biết như trên. Ông Trump gặp bất lợi lớn trước phiên tòa vụ ký giả Jean Carroll. Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực giữ lại bằng chứng của cựu tổng thống Donald Trump trước phiên tòa dân sự dự kiến diễn ra vào tháng tới. AP vào ngày 22 tháng 3 dẫn phán quyết của thẩm phán Louis A. Kaplan ở quận hạt Manhattan của New York, cho biết là các nhân chứng quan trọng sẽ được phép làm chứng trong phiên tòa dân sự dự kiến diễn ra vào tháng tới, cũng như là từ chối đề nghị giữ lại bằng chứng của cựu tổng thống Donald Trump trước phiên tòa kể trên. Ông Kaplan cũng phán quyết rằng là hai người phụ nữ đưa ra cáo buộc lạm dụng tình dục trong hoàn cảnh tương tự trường hợp của bà Carol có thể làm chứng tại phiên tòa. Ngoài ra thì những nhận xét không đúng về phụ nữ được ông Trump đưa ra vào năm 2005 bị ghi âm lại, có thể được trình bày trước bồi thẩm đoàn và có thể được sử dụng trong vụ kiện phỉ bán của bà Carroll. Không có lý do gì và ông Trump cũng không đưa ra lập luận thuyết phục nào để tôi ra phán quyết khác, thẩm phán Kaplan đã nói. Vụ kiện do bà E. Jean Carroll, người giữ một tư vấn cho tạp chí thời trang Elle đệ trình nữ nhà báo này tố bị ông Trump cưỡng hiếp trong phòng thay đồ ở New York cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên, thì ông Trump đã nhiều lần khẳng định là chưa bao giờ gặp bà Carol và không biết bà ấy là ai, đồng thời giải thích những nhận xét trong đoạn ghi âm chỉ là lời đùa trong phòng thay đồ. Vanguard Group là quỹ đầu quản lý tài sản hàng đầu của nước Mỹ, mới đây đã quyết định hoàn toàn rút ra khỏi thị trường của Trung Quốc. Hai năm trước khi Vanguard bắt đầu thu hẹp hoạt động ở tại đây, như vậy là quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ đã chính thức rời bỏ thị trường vốn trị giá đến 27.000 dân ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3.900 tỷ Mỹ Kim mà các quỹ đầu tư trên toàn thế giới luôn thèm muốn được đặt chân vào. Theo nguồn tin của Bloomberg, quỹ có trụ sở tại thành phố Malvern của Pennsylvania đã thông báo cho chính quyền của Trung Quốc về dự định đóng cửa chi nhánh của họ ở Thượng Hải. Vanguard cũng dự định thoái vốn ra khỏi công ty liên doanh hoạt động ở trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tự động với Ant Group của tỷ phú Jack Ma. Hành động này đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của quỹ này hiện đang quản lý số tài sản lên đến là 7.100 tỷ Mỹ Kim. Dù Vanguard từng coi nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới là một thị trường rất tiềm năng. Trong khi đó, các đối thủ của Vanguard như là BlackRock và Fidelity International vẫn đang chạy đua để xây dựng những nền tảng đầu tiên ở thị trường của Trung Quốc, nhằm tận dụng đà phục hồi của nền kinh tế và kế hoạch cải cách mạng lưới hưu trí thắp sáng nhiều hy vọng. Hai năm trước, Vanguard cũng bất ngờ hủy bỏ kế hoạch xin cấp phép mở quỹ tương hỗ ở Trung Quốc. Năm 2021, liên doanh do Vanguard sở hữu 49% ghi nhận mức thua lỗ lớn hơn đáng kể so với dự báo được đưa ra sau khi thành lập vào năm 2019. Ông Elon Musk đang tìm cách giảm giá Tesla. Những nhà sản xuất xe hơi đang cố gắng bắt kịp Tesla vừa bị gây bất ngờ với mục tiêu mới nhất của ông Elon Musk, giảm chi phí sản xuất những mẫu xe hơi thế hệ mới tới 50% trong những năm tới. Trên thực tế thì các chuyên gia phân tích cũng ước tính những mẫu xe bán chạy nhất của Tesla cũng đang có lợi thế chi phí sản xuất tới hàng ngàn mỹ kim so với các đối thủ và những đối thủ này đang phải nỗ lực hết sức để thu hẹp khoảng cách Ông Musk chưa nêu rõ chi tiết con số hay khi nào những dòng xe có mức giảm chi phí sản xuất như thế này được công bố. Tuy nhiên, thì nếu thực hiện được, thì các chuyên gia phân tích cho rằng điều này sẽ giúp cho Tesla thực hiện được lời hứa từ rất lâu về một chiếc xe điện giá 25.000 Mỹ Kim mà không làm phá hủy vị thế dẫn đầu trong ngành của công ty, cũng như là mức phần trăm lợi nhuận hai chữ số của họ. Tesla đã thực hiện các nỗ lực liên tục để giảm chi phí và đã đạt được 30% cải tiến kể từ năm 2018 trong nhiều khía cạnh bao gồm năng suất, thay đổi kỹ thuật và quy mô nhà cung cấp. Các giám đốc điều hành nói rằng là những hành động này báo trước cách họ sẽ đạt được nhiều mức giảm chi phí hơn cho các phương tiện thế hệ tiếp theo. Quay sang một bản tin khác tới quý vị. Có 6 con ốc sên châu Phi khổng lồ được tìm thấy trong hành lý của một chuyến bay đến Hoa Kỳ. Những con ốc sên còn sống đã được tìm thấy trong hành lý của một du khách từ Ghana đến Detroit, theo cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ loan tin. Những sinh vật này nằm ở trong danh sách cấm ở tại Hoa Kỳ bởi vì chúng có thể gây bệnh cho con người và có nguy cơ tàn phá môi trường đáng kể nếu chúng được thả ra ngoài tự nhiên. Mặc dù vậy, nhiều người trên khắp thế giới vẫn săn ốc sên, vẫn còn ăn ốc sên và nuôi chúng như là thú cưng ở một số quốc gia. Giám đốc của sân bay là ông Robert Larkin cho biết các nhân viên hải quan và chuyên gia nông nghiệp của chúng tôi đã nỗ lực làm việc để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn trước khi chúng có cơ hội gây tổn hại đến lợi ích của nước Mỹ. Có nguồn gốc từ phía đông châu Phi, những con ốc xen này có thể dài đến hơn 20 cm. Ốc sên châu Phi khổng lồ có thể mang một loại ký sinh trùng gọi là giun phổi chuột, dẫn đến bệnh viên màng não của con người. Ngoài ra, chúng ăn ít nhất là 500 loại thực vật khác nhau, thậm chí còn ăn cả thạch cao như là một nguồn cung cấp canxi. Chúng có thể hủy hoại môi trường nếu chúng được thả vào tự nhiên. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới cho biết, tháng 7 năm ngoái, một cuộn hạt của Florida đã bị cách ly sau khi các giới chức phát hiện ra số lượng ốc sên đang gia tăng nhanh chóng. Sự gia tăng này được cho là có nguồn gốc từ buôn bán vật nuôi bất hợp pháp một quần thể ốc sen châu Phi khổng lồ trước đây cũng đã được tìm thấy ở hạt Miami-Dade của Florida. Phải mất đến 10 năm và hàng triệu Mỹ Kim, chính quyền mới có thể tiêu diệt hoàn toàn quần thể này. Ốc sen có thể đẻ đến 2.500 trứng mỗi năm nên rất khó để kiểm soát số lượng. Và đó là phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu. <laughs> Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Ông Putin có thể sang thăm Trung Quốc trong năm nay. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng phái đoàn hai bên đã tham gia nhiều cuộc hội đàm chính thức. Ông Tập đã cho biết là đã gửi lời mời ông Putin sang thăm trong năm nay, Ngoài ra, thì theo Tân Hoa Xã, ông Tập khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, các đại dự án và lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao. Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin là Yuri Ushakov sau đó cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ thăm Trung Quốc ngay trong năm nay. Dù vậy thì ông không đưa ra thời điểm chi tiết cho chuyến thăm. Ông Tập cho biết là Trung Quốc sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba vào năm nay. Ông Putin đã tham gia hai diễn đàn trước đó. Trong cuộc hội đàm, ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng giúp cho các công ty của Trung Quốc thay thế các công ty phương Tây đã rời khỏi Nga sau khi Moscow phát lệnh xâm lược Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về dự án đường ống năng lượng Siberia 2 để cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc. Đường ống này đi qua Mông Cổ và có khả năng vận chuyển 50 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm. 12 chiếc máy bay và tàu chiến của Trung Quốc áp sát Đài Loan. Đài Loan ngày hôm qua cho biết, 10 chiếc máy bay và hai tàu của quân đội Trung Quốc đã áp sát hòn đảo này trong vòng 24 giờ. 10 chiếc máy bay và hai tàu của quân đội Trung Quốc xung quanh đảo Đài Loan đã được phát hiện vào lúc 6 giờ sáng ngày 21 tháng 3. Lực lượng vũ trang đã theo dõi tình hình và giao nhiệm vụ cho máy bay, tàu cũng như là hệ thống tên lửa ở trên đất liền để ứng phó với các hoạt động này. Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố trong đó, ba chiếc máy bay của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan và tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ở phía tây nam và đông nam của hòn đảo. Các máy bay này bao gồm có máy bay Y-8, máy bay không người lái trinh sát và trực thăng. Quân đội Trung Quốc thường xuyên đưa máy bay và tàu chiến để tuần tra vùng biển ngay gần Đài Loan trong những tháng gần đây. Phát ngôn viên của Văn phòng lãnh đạo Đài Loan vào tuần này đưa ra thông báo là nhà lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn sẽ dừng chân ở tại New York và Los Angeles trong chuyến công du tới Guatemala và Belize từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4. Các nguồn tin nói với Reuters rằng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dự định sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan ở trong trạng dừng chân của bà ở tiểu bang California. Tiếp theo là bản tin liên quan đến động đất mạnh rung chuyển ba nước Nam Á một trận động đất vào đêm ngày 22 tháng 3 có tầm chấn ở Afghanistan đã làm trung chuyển tới tận Pakistan và Ấn Độ, khiến cho người dân của nhiều thành phố hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Hoa Kỳ, trận động đất kéo dài 30 giây này mạnh 6.5 độ. Tầm chấn cách làng Jum ở Afghanistan khoảng 40 km và sâu 187 km bên dưới tỉnh Bagdashan. Dữ liệu từ hiện trường được phân loại cấp 7, tức là rung lắc rất mạnh và gây phá hủy ở mức trung bình. Theo Reuters, thì cơn rung lắc có thể cảm nhận rõ tới tận thủ đô New Delhi của Ấn Độ và khiến cho cư dân của nhiều thành phố tại Ấn Độ, Pakistan cũng phải hoảng sợ chạy khỏi các tòa nhà. Trong khi đó, thì truyền thông địa phương của Pakistan đưa tin ít nhất là hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới với Afghanistan. Tại tỉnh Pakistan, tâm chấn, các nhà chức trách và nhân viên cứu trợ cho biết rung chuyển rất mạnh đã được cảm nhận ở đây và khắp các khu vực phía bắc khác. Người phát ngôn của Hội chữ thập đỏ cho biết là họ chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại từ thủ phủ của Batasan, nhưng đang kiểm tra các khu vực khác. Mazudin Amadi, người đứng đầu bộ phận thông tin của Batasan, nói với Reuters rằng họ cũng đang kiểm tra xem có thương vong nào trong tỉnh hay không nhưng chưa có báo cáo. Chúng tôi cảm thấy một trận động đất mạnh, theo thông tin ban đầu, nơi chính bị ảnh hưởng là quận Yemgan, ông nói. Một số ngôi làng vùng núi xa xôi ở Pakistan cũng khó tiếp cận, không có điện thoại và Internet gây khó khăn cho việc xác định thiệt hại. Một ngày sau khi giải tán quốc hội, Thái Lan thông báo là sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 14 tháng 5. Trong bối cảnh, chính quyền của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đang phải chịu sức ép ngày càng lớn. Bầu cử sớm sẽ bắt đầu từ ngày mùng 5 từ ngày từ ngày mùng 7 tháng 5. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, quốc vương Thái Lan là ông Vajiralongkorn đã thông qua sắc lệnh giải tán quốc hội của nước này. Theo quy định, bầu cử phải được tổ chức từ 45 đến 60 ngày sau khi giải tán quốc hội. Trong nhiều tháng qua, các đảng phái ở Thái Lan đã bắt đầu đẩy mạnh vận động bầu cử. Các đảng chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế để thu hút lá phiếu của 52 triệu cử tri dưới quan sát đánh giá đây sẽ là thách thức lớn dành cho ông Prayut chan khi mà đảng Palang Pracharat cầm quyền của ông đang phải đối mặt với đảng phiếu Thái đối lập do gia tộc của tỷ phú Shinawat đứng đầu cụ thể là con gái út là Patongrang của cựu thủ tướng Thaksin Shinawat theo hãng tin Reuters đảng phiếu Thái dự kiến sẽ tổ chức các sự kiện tranh cử hàng ngày ở trên toàn lãnh thổ của Thái Lan với sự góp mặt của bà Patongrang là con gái của ông Thaksin hiện nay đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ thủ tướng. Một khảo sát trên 2.000 ý kiến vào cuối tuần qua cho thấy bà Petong nhận được 50% sự ủng hộ, còn đảng của ông Prayut Chanucha chỉ nhận được có 12%. Dù vậy, giới quan sát cho rằng đảng phiêu thái sẽ khó giành được ghế do hiến pháp sửa đổi vào năm 2017 của Thái Lan có lợi cho các ứng cử viên được quân đội hậu thuẫn. Các hãng xe điện của Trung Quốc trên đà lấn lướt đối thủ của Nhật Bản. Trong khi xu hướng dịch chuyển sang xe điện đang ngày một nhanh chóng, những gã khổng lồ Nhật Bản đang đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt từ những ngôi sao mới nổi như Tesla. Ở thị trường Trung Quốc thì thị trường xe hơi lớn nhất thế giới với 25% doanh số là xe điện, mối đe dọa còn rõ rệt hơn. Doanh số của Honda và Nissan ở Trung Quốc đã giảm ít nhất 2 năm qua, trong khi kết quả kinh doanh của Toyota cũng đã sa sút lần đầu tiên trong một thập niên. Ngoài thiếu chip, những đợt giãn cách vì Covid-19 cũng như là sự đứt gãy của chuỗi cung ứng. Một vấn đề khác đang nổi lên là thiếu các mẫu xe điện hấp dẫn từ cả ba thương hiệu của Nhật. Từ năm 2022, các hãng xe Nhật bắt đầu bị dồn ép từ cả hai phía. Hãng xe điện Hoa Kỳ Tesla cũng như là những hãng xe điện nội địa như là NIO và Span bắt đầu xâm chiếm những vị trí đầu bảng những mẫu xe giá rẻ như Hongguang Mini EV từ General Motors và đối tác Trung Quốc cũng đã trở nên nổi tiếng và được rất nhiều khách hàng mua xe lần đầu lựa chọn. Một khách hàng của Trung Quốc cho rằng là xe điện dòng sản phẩm hợp lý và có nhiều tính năng đang lần lượt hạ gục từng sản phẩm của Toyota như là Corolla, như là các tay lính bắn tỉa. Nếu các hãng xe Nhật Bản tiếp tục cách tiếp cận bảo thủ và do dự trước những chiến lược xe điện thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ thất bại ở thị trường toàn cầu, theo Yeo Zeng, giám đốc điều hành của hãng tư vấn Automotive Foresight có trụ sở tại Thượng Hải của Trung Quốc. Tin đến từ Trung Quốc thưa quý vị, những phàn nàn về giao thông đã trở thành vấn đề thường xuyên được nhắc đến ở trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo Học viện Quy hoạch và Thiết kế Đô thị của nước này vào năm 2021, hơn 14 triệu người ở 44 thành phố lớn nhất đã mất đi ít nhất 60 phút để di chuyển vào mỗi buổi chiều. Ở trong số đó, tại Bắc Kinh, có đến 30% cư dân tham gia giao thông vào giờ tan tầm. Việc di chuyển đường dài ở xứ tỷ dân đã trở nên phổ biến đến mức được đặt tên riêng đó là đi lại cùng cực, là thuật ngữ mô tả quãng thời gian tham gia giao thông dài từ hơn 50 cho đến 90 phút ở mỗi chiều di chuyển. Đó là lý do các thành phố có tỷ lệ ngành dịch vụ cao như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến đã bắt đầu thực hiện xây dựng các công trình vòng đời cộng đồng 15 phút. Nội dung ý tưởng này là kết hợp những chức năng đô thị trong không gian nhỏ hơn, từ đó giảm nhu cầu đi lại của mọi người. Nói cách khác, trong phạm vi mất 15 phút di chuyển, người dân có thể được đáp ứng mọi nhu cầu từ ăn uống, mua sắm cho đến thăm khám ở tại bệnh viện. Những lợi ích của mô hình đô thị 15 phút bao gồm có giảm đi chi phí đi lại tăng lãi suất và cho phép mọi người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình tận hưởng cuộc sống vân vân trong bất cứ trường hợp nào lý tưởng về thành phố 15 phút đại diện cho một thử nghiệm ý nghĩa trong việc giải quyết nhu cầu đi lại quá lớn ở những thành phố lớn một nhà nghiên cứu ở trung quốc đã nhận định như vậy và đó là những phần tin liên quan đến á châu thưa quý vị sau một vài thông tin thương mại xin mời quý vị theo dõi các bản tin việt nam <laughs> Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Interpol bắt dùm Việt Nam một nữ bị can lừa đảo trốn ở Indonesia. Bị can Nguyễn Thị Ánh Nga, 36 tuổi, vừa bị Interpol Việt Nam dẫn độ từ Indonesia về phi trường Tân Sơn Nhất, bàn giao cho công an điều tra hành vi lừa đảo từ 8 năm trước. Báo VN Express vào ngày 22 tháng 3 dẫn hồ sơ của công an tỉnh Đồng Tháp cho hay, vào hồi năm 2015, bà Nga vay tiền nhiều người để mua bán đất và đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất là cho người khác vay lại để hưởng trên lịch lãi suất. Về sau thì bà Nga mất khả năng chi trả 3 tỷ đồng, nên đã bỏ trốn sang Cambodia và bị truy nã với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó thì bị can qua Singapore, Malaysia và Indonesia làm thuê cho các tiệm neo. Và hồi đầu tháng 3 thì cảnh sát của Indonesia đã phát giác bắt giữ bị can Nguyễn Thị Ánh Nga theo lệnh truy nã quốc tế. Tiếp đó thì Interpol Việt Nam và Indonesia đàm phán dẫn độ bị can Nga về phía Trường Tân Sơn Nhất rồi bàn giao cho công an tỉnh Đồng Tháp. Tới nay đã có nhiều vụ dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và các nước. Vào hồi tháng 7 năm ngoái, báo giao thông cho hay một ông trùm ma túy được viết tắt danh tính là họ Kim 47 tuổi quốc tịch Nam Hàn bị Interpol dẫn độ từ phía Trường Tân Sơn Nhất về Nam Hàn để điều tra mở rộng. Vì tham nhũng đất đai cho nên cựu chủ tịch của Bảo Lộc bị khởi tố. Ông Nguyễn Quốc Bắc là cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân của thành phố Bảo Lộc thuộc về tỉnh Lâm Đồng, vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú do những sai phạm liên quan đến giao đất trái với quy định. Ông Bắc về hưu năm 2019, nhưng vụ khởi tố cho thấy ông này đã không hạ cánh an toàn. Theo báo Tuổi Trẻ vào hôm 22 tháng 3 đưa tin, ông này bị công an Lâm Đồng quy chụp là có sai phạm trong việc giao trái quy định 71 lô đất và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Cụ thể, ông này có sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất không thông qua đấu giá liên quan đến một loạt các dự án. Các sai phạm xảy ra trong giai đoạn 2015 đến 2019 mà ông Bắc còn làm chủ tịch của thành phố Bảo Lộc. Hồ sơ của công an cho thấy trong 25 trường hợp được ông Bắc giao đất tái định cư, có đến 18 trường hợp được giao 20 lô đất với tổng diện tích là 2.232 m2 được ghi nhận là không có đủ điều kiện để bố trí tái định cư. Ngoài ra có 54 trường hợp được giao đất không qua đấu giá, 4 trường hợp được giao đất vượt quá hạn mức. Điều kỳ lạ là trong vụ này, tuy cùng tham nhũng đất đai như nhau, nhưng ông Nguyễn Quốc Bắc bị khởi tố, còn ông Lê Hoàng Phụng, cựu bí thư thành ủy của Bảo Lộc, chỉ bị xem xét kỷ luật ở trong cơn sốt đất. Trong cơn sốt đất trong những năm qua, giới chức Bảo Lộc và Đà Lạt được cho là đã bắt tay với các doanh nghiệp địa ốc, san phẳng nhiều đồi trẻ ở Bảo Lộc để phân lô và bán nền. Vụ tham nhũng đất đai nêu trên khiến cho hàng loạt giới chức lãnh đạo của hai thành phố nói trên đã bị kỷ luật và bị mất ghế. Tiếp theo là bản tin liên quan đến thi công đại lộ làm nứt nhà dân. Người dân tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc yêu cầu chủ đầu tư bồi thường vì quá trình thi công đại lộ Vinh cửa lò khiến cho tường của nhiều ngôi nhà bị nứt. Dự án đại lộ Vinh cửa lò có 4.8 km đi qua xã Nghi Phong lãnh đạo xã cho biết hơn một tháng qua, nhiều người dân đã phản ánh tường của nhà họ bị nứt toát. Cơ quan chức năng đã thống kê được 58 ngôi nhà bị ảnh hưởng do thi công đại lộ và dự kiến còn tăng. Người dân xã Nghi Phong đề nghị đơn vị liên quan có giải pháp giảm ảnh hưởng tới công trình dân sinh, đền bù cho những gia đình bị nứt tường nhà. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng dự án số 3 thuộc Ban A, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, dự án do sở giao thông nghệ an làm chủ đầu tư đơn vị thi công là một công ty có trụ sở tại thành phố vinh công trình này đã được chủ đầu tư mua bảo hiểm theo đó thì việc ảnh hưởng nhà dân khi thi công đại lộ khó tránh khỏi để giảm thiểu thiệt hại thời gian tới đơn vị thi công sẽ giảm mật độ máy móc cùng thi công trên một đoạn đường tại một thời điểm được phê chuẩn vào năm 2010, dự án đại lộ Vinh Cửa Lò có tổng đầu tư hơn 4.150 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án khởi công từ năm 2011 đến năm 2015 thì tạm dừng do thiếu vốn. Năm 2017, Nghệ An điều chỉnh quy mô nền đường 95m dài 6.7 km. Dự án tái khởi động vào tháng 11 năm 2017, đến năm 2021 thì thông xe mỗi chiều rộng 9m. Nhiều du khách phản ảnh về việc bị chủ của khách sạn tại Nha Trang thuộc về tỉnh Khánh Hòa lừa họ về phẩm chất thật sự của các cơ sở khi họ đặt phòng qua các trang mạng du lịch. Vấn đề khách sạn tự phong sao không phải là chuyện mới xảy ra ở Nha Trang. Nhiều khách sạn đã tự phong cho mình những ngôi sao, quảng cáo rầm rộ ở trên các trang mạng và rồi vô tư nâng và hạ giá để moi tiền du khách. Theo một số chủ khách sạn ở Nha Trang, tình trạng tự phong hạng sao hoặc là đã hết thời hạn được công nhận hạng sao nhưng vẫn để nguyên chỉ dấu là 3 sao, 4 sao, không phải là ít. Mới đây, hai khách sạn ở Nha Trang đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng mỗi nơi do đã tự ý phong sao. Theo thông tin từ thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa, khách sạn axira nằm ở trên đường Phương Câu thuộc về phường Vạn Thạch chưa được cấp sao. Tuy nhiên, chủ khách sạn đã tự phong cho mình 4 sao để giới thiệu về cơ sở lưu trú du lịch này. Còn sách khách sạn BNRN ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai được công nhận tiêu chuẩn 3 sao, tuy nhiên cũng tự phong cho mình là 4 sao. Theo thống kê, tỉnh Khánh Hòa có hơn 1.100 khách sạn, trong đó có khoảng một nửa là khách sạn từ 3 cho đến 5 sao. Theo Tổng cục Du lịch, thì việc phong sao và gia hạn sao cho các khách sạn sẽ được thực hiện từ mỗi 3 cho đến 5 năm một lần, tùy theo từng hạng mục. Xe VF8 của VinFast được đánh giá 5 sao trong thử nghiệm đâm đụng ở Đông Nam Á. Mẫu xe điện VF8 của hãng VinFast được chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á trao chứng nhận an toàn ở mức cao nhất là 5 sao. Tuy nhiên không thấy tên của hãng xe này trong các thử nghiệm đâm đụng tại Hoa Kỳ. Chiếc xe được sử dụng trong các bài thử nghiệm thuộc phiên bản cao cấp nhất của VF8 với các trang bị an toàn đầy đủ như có 11 túi khí bao gồm túi khí trung tâm ở hàng ghế trước, cân bằng điện tử, gói công nghệ hỗ trợ người lái chủ động với thắng khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù hay là đèn pha tự động chuyển chế độ pha cos. VF8 đạt số điểm là 89.50 trên thang điểm là 100 qua đó trở thành chiếc xe hơi điện đầu tiên của công ty này đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao. Trước đó thì VFI 34 chỉ được đánh giá là 4 sao với 78.99 điểm. Tuy nhiên, thì dữ liệu thử nghiệm va chạm trực diện của VFX cho thấy phần ngực của người lái xe chỉ được bảo vệ ở mức trung bình, trong khi cơ thể của người ngồi ghế hành khách được bảo vệ đầy đủ. Đến hiện tại, thì trang web của Viện Bảo hiểm An toàn Đường Cao Tốc và Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao Tốc Quốc gia của Hoa Kỳ không có thông tin gì về các thử nghiệm đâm đụng đối với mẫu xe VFX. Để được chứng nhận để bán, mọi mẫu xe mới được bán tại Hoa Kỳ phải được thử nghiệm va chạm nội bộ để bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu của liên bang, nhưng thử nghiệm va chạm công khai là không bắt buộc. Chuyên gia cảnh báo là ngân hàng Việt Nam phải cẩn trọng sau khi ngân hàng Mỹ bị phá sản. Trao đổi với báo chí ở trong nước, chuyên gia kinh tế là tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng, vụ phá sản gần đây của một số ngân hàng ở tại Mỹ là một bài học lớn cho các ngân hàng Việt Nam. Việt Nam từng có một số ngân hàng yếu kém buộc phải tái cơ cấu. Vụ việc phá sản của một số ngân hàng tại Mỹ cũng là lúc mà các cơ quan quản lý của Việt Nam nên yêu cầu các tổ chức tín dụng phải ra soát, đánh giá lại việc tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn đã đáp ứng tiêu chuẩn chưa. Theo chuyên gia kinh tế là tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, hiện nay có sự tương đồng giữa những ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng Mỹ vừa bị phá sản. Đó là các ngân hàng này nắm giữ một lượng trái phiếu rất lớn, bao gồm có cả trái phiếu doanh nghiệp một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của một vài ngân hàng tại Mỹ là đầu tư trái phiếu ở tại thời điểm lãi suất thấp. Sau khi lãi suất tăng lên, làm giá trái phiếu ở trên thị trường giảm xuống, các ngân hàng cần có tiền để thanh toán cho người sở hữu trái phiếu hoặc là phục vụ cho hoạt động tín dụng của ngân hàng thì ngân hàng phải chấp nhận bán lỗ trái phiếu. Hiện tượng này chưa xảy ra với các ngân hàng Việt Nam, nhưng đã có hiện tượng trái phiếu doanh nghiệp không còn giá trị hoặc doanh nghiệp đứng trước bờ vực vỡ nợ các nhà băng cần phải nhìn nhận việc nắm giữ lượng lớn trái phiếu của các ngân hàng Hoa Kỳ như là một tấm gương để tự nhìn lại mình, qua đó quản trị rủi ro một cách hiệu quả hơn. Bắt 22 golfer doanh nhân đánh bạc trong khách sạn ở Vĩnh Phúc. Vào ngày 22 tháng 3, sau khi bắt quả tang 22 người, trong đó có nhiều doanh nhân đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cơ quan cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an đã tạm giữ một số người để điều tra. Báo VN Express cho biết là vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 21 tháng 3 khi các golfer, tức là những người chơi golf, đánh bài poker tại khu nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao Six ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong nhóm 22 người trên có nhiều golfer ở cả miền Bắc và miền Nam về Vĩnh Phúc để tham dự giải golf VGA Union Cup 2023 do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Người cầm đầu là ông Trần Anh Linh, 47 tuổi, giám đốc của công ty Trần Lê Gia ở Sài Gòn, doanh nhân Lê Hùng Nam và một số chủ doanh nghiệp thường xuyên đi chơi golf. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 1 tỷ đồng, tương đương với 22.519 Mỹ Kim, cùng với nhiều điện thoại di động và một số loại phỉnh dùng để chơi bài, tương đương với hơn 4.6 tỷ đồng, tức là 195.591 Mỹ Kim. Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hình sự nhiều người trong nhóm này để phục vụ điều tra. Sau khi phân loại cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo, lãnh đạo cơ quan cảnh sát hình sự đã đưa ra thông tin như trên. Giải Golf VGA Union Cup 2023 sẽ diễn ra trên sân golf Huron Lake Golf Course and Resort của công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23 cho đến ngày 25 tháng 3. Và vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin cuối. Và sau đây là phần tin liên quan đến địa phương thưa quý vị. Hai nghi can tên là Joseph Harrow, 17 tuổi và Zinika Ayesha Woods, 19 tuổi đã bị bắt và bị truy tố Cảnh sát của Houston đã họp báo cho hay sau hơn một tháng khi bà Nhung Trương bị cướp vào hôm 14 tháng 2 và bị liệt người do chấn thương cột sống. Video từ camera an ninh cho thấy một thanh niên da đen đã cướp tiền trắng trợn của bà Nhung, lúc đó vừa rút khoảng 4.300 Mỹ Kim từ ngân hàng BofA để chuẩn bị về Việt Nam thăm gia đình. Qua video, cảnh sát xác định được bảng số xe của hai nghi can. Sau đó, nghi can Woods bị bắt trước bởi vì lỗi lái xe khi bị thẩm vấn cô ta thú nhận có dính líu đến vụ cướp của bà nhung và còn khai ra nghi can hero trước đó một điều tra viên khác đang chuẩn bị bắt nghi can hero ở trong vụ tấn công nghiêm trọng khác khi bị bắt ở trong vụ đó hắn cũng thú nhận là đã cướp tiền bà nhung thành phố của chúng ta không chấp nhận kiểu bạo lực này thật là vô lý ông troy finner cảnh sát trưởng của houston tuyên bố tôi mới nói chuyện với bà nhung cách đây khoảng một giờ để chấn an bà tôi mong thành phố houston ủng hộ chúng tôi Bà bị chấn thương rất nặng và rất lâu mới hồi phục. Hôm mùng 10 tháng 3, gia đình của bà Nhung đã mở quỹ GoFundMe quyên tiền để chữa trị cho bà. Tính đến ngày thứ ba, họ quyên được gần 300.000 Mỹ Kim, vượt xa mục tiêu là 120.000 Mỹ Kim. Cô Linh Thủy Dương là một trong ba người con của bà Nhung cho hay bà được bệnh viện cho về nhưng dự trù phải mất nhiều năm mới hồi phục chấn thương cột sống. Giáo viên khuyên học sinh ăn bọ để bảo vệ môi trường kim cutler giáo viên tại tiểu bang utah gần đây đã khuyến khích học sinh ăn côn trùng trong một bài tập về biến đổi khí hậu cô cho rằng là loài người đang tàn phá thế giới bằng việc nuôi động vật theo chương trình nghị sự về khí hậu việc chăn nuôi gia súc với số lượng lớn có thể giải phóng rất nhiều khí metan ra môi trường và phá hủy tầng ozone Do vậy, cô Cutler mới yêu cầu những học sinh lớp 6 của mình viết bài luận tranh cãi về lợi ích của việc ăn côn trùng để bổ sung protein thay vì là ăn thịt bò. Tuy nhiên thì các học sinh cho hay là họ không được phép phản đối hay có lập trường khác trong bài luận của mình. Để bảo vệ học sinh thì các nhà quản lý học khu đã ra quyết định cho phép các em có thể làm bài theo ý mình miễn là có thể cung cấp bằng chứng ủng hộ cho quan điểm đó ý kiến của cô cutler đã bị will harris thế hệ thứ tư của một gia đình làm nông phản đối cô ấy cho rằng tất cả hoạt động chăn nuôi gia súc đều có hại đây hoàn toàn là một sự cuồng tính dựa trên khoa học rác ông harris cho hay lập luận của cô cutler chỉ đang nhìn vấn đề theo hướng con người nuôi gia súc như là một ngành công nghiệp lấy ví dụ gia đình của mình ông cho biết là nông trại nhà ông đã chuyển đổi hình thức chăn nuôi từ công nghiệp sang cho ăn cỏ nhằm hạn chế gây hại cho môi trường một nam sinh bắn bị thương hai nhân viên của một trường trung học ở Denver. Một nam sinh đã bắn bị thương hai nhân viên của một trường trung học ở thành phố Denver vào hôm thứ Tư và rồi đã bỏ chạy ra khỏi hiện trường khiến cho cảnh sát phải truy tìm anh ta khắp thành phố. Vụ nổ súng xảy ra ở trường East High School đã được báo cáo vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày thứ Tư và cảnh sát cũng như nhân viên cấp cứu tới hiện trường và tìm thấy hai người đàn ông bị thương do bị trúng đạn. Ông Ron Thomas, cảnh sát trường của Denver cho biết, một trong hai người bị bắn hiện nay đang ổn định, còn người kia đang bị nguy kịch. Nghi can là một nam sinh dưới 18 tuổi, đang bị East High School kiểm tra vũ khí mỗi ngày. Khi bị lục soát súng vào hôm thứ Tư, anh ta đã rút súng ra bắn nhiều phát vô khu vực văn phòng phía trước của trường, cách xa những học sinh và nhân viên khác. Ông Thomas báo cáo rằng chúng tôi đang tìm kiếm nghi can, thị trưởng ở thành phố Denver tuyên bố, chúng tôi sẽ tìm được nghi can và chúng tôi sẽ buộc nghi can phải chịu trách nhiệm cho việc mà anh ta làm vào sáng ngày hôm nay. Đó là gây nguy hiểm cho mọi người và làm bị làm bị thương hai nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho mọi người. Trường Trung học East High School có khoảng 2.500 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 và là trường ở trong học khu lớn nhất của học khu Denver. Giới lãnh đạo nhà trường sẽ cho học sinh ra về từ từ một khi cảnh sát cho phép. Sau vụ nổ súng vào hôm thứ Tư, trường này sẽ đóng cửa cho đến hết tuần. Ông Alex Marrero là tổng quản trị của học khu Denver loan báo. Khi nào học sinh đi học lại, cũng như từ nay cho đến hết năm học này, hai cảnh sát viên vũ trang sẽ có mặt ở trường East High School. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối. Một người đàn ông tại Florida bị bắt vì dùng bánh pizza để tác vào mặt đối thủ lúc cãi nhau. Một ông ở Florida đã bị bắt sau khi bị cáo buộc là tác vô mặt một người phụ nữ bằng miếng bánh pizza trong lúc hai bên cãi nhau. Cảnh sát đã loan báo và theo Fox News vào ngày thứ Ba, 21 tháng 3, cho hay cảnh sát tới một căn nhà vào thứ Sáu tuần trước sau khi nhận được tin báo có lẽ là xảy ra bạo hành gia đình. Khi cảnh sát nói chuyện với nghi can Otolio Lazaro Afonso, 39 tuổi, ông ta khai là đã cãi nhau với nạn nhân nạn nhân khai là bà ta bị ông Alfonso tác vô má trái bằng miếng bánh pizza trong lúc hai bên cãi nhau sau khi ông ta bất bình vì bà đã phạt một người khác trong nhà bằng cách đánh vô mông. Cảnh sát đã nhìn thấy nước sốt pizza dính trên áo của nạn nhân ở phía trước, phía sau và cổ áo. Đồ ăn pizza cũng dính trên tóc và quanh lỗ tai của bà. Nạn nhân cho cảnh sát vô coi bên trong nhà và cảnh sát đã nhìn thấy nước sốt của pizza trên tường cũng như là trần của nhà bếp khi cảnh sát hỏi ông Alfonso có phải ông ta đã tác vô mặt của nạn nhân bằng miếng bánh pizza hay không, ông ta đã nói là ông ta ném miếng bánh và trúng mặt của bà. Nghi can nói là ông ta không đánh nạn nhân bằng tay mà bằng pizza. Nghi can Alfonso bị bắt với cáo buộc hành hung và bị giam tại nhà tù Marion County. Sau đó ông ta đã được thả ra sau khi cam kết ra hậu tòa. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị một ngày mới bình an xin trân trọng kính chào